Ok anh em, hôm nay mình sẽ quay clip với anh em và sẽ chơi Free Fire bạn mình cái. Giờ chơi lại level 3 đó đi. Cái gì? Chơi lại level 3 hay cái con cặc gì? Nhìn thằng Minh kìa. Sợ thôi từ từ. Bấm nhỉ. Ơ, đừng quên nét mũi lên cấp. Không sao. Ít ra nó biết luật chơi. Chở lên đi luôn tâm đúng không? Mốt là khỏi vậy mày con bán luôn cho. Mày nhớ ở đó còn. Gì đây á? Ôi giời ơi, em bé tao. Ôi giời ơi. Mày ăn một cái cả mình ngồi trên đầu này. Oh my god anh em ơi, em bé tao đặt cầu á. Thằng nào nữa? Tao phải xịt nó thôi, giờ phải luật. Đằng đâu? Dưới này. Thằng nó sợ nó ghé nó đái quần nó đi rồi bỏ rồi. Kiểu có con Khải này đẹp trai á, nhưng mà Khải... Khải hả? Đây để tao. Khải đi học hay làm gì vậy? Thôi vô ơi. Từ để tao sát trùng với sao? Cái trùng mẹ. Tao summon nó là được. Cái trùng bò mông. Chạy mông đi. Cày, cày, bỏ mắt đi. Đấy. Gì đại mẹ đi. Final shot ready. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Đau quá. Cái gì mà đau. Yo shit. Cái con đi. Bờ nó đang lắc trường cái trường nó đau. Mẹ gãi đứt đã không đi luôn. Ngu. Gửi mèo móc mắt. Ngu. Chịu ơi. Mẹ lên đi mấy quỷ thần. Đi. Nhanh lên. Đau quá. Nhanh cái đuôi lượn nhanh cái chân lên. Bà chứ nhanh không? Mày sẽ nghe nhiều tiếng lắm. Ồ oh. Nói trước đi chính là nhanh cái tay lên chứ. À ok mày nhanh cái tay má mày bây giờ mày phản ánh skin về danh từ với tao không hả? Danh từ kết hợp với động từ sẽ ra cái gì? Trạng từ. Tính từ. Trạng từ. Đuôi. Ờ 10.000 đô của tao bây giờ cũng có ít rồi anh em. Bữa trước cũng đeo sẽ mua cái taser. Chị bật mắt đồ họa lên. Tao bảo thì mẹ đồ họa mấy tao. Oh. Là robot hả? Vào. Mày lót lâu cái gì? Robux. Này. Phong dạ. Trên đặt mày có cái đèn không? Radar. Đâu? Đứng lại, tao chụp xong tí nữa tao gửi mày mày làm thông tin. Ok. Ôi trời ơi lát. Ôi giời, Nightmare Freddy. What's up? Rồi friend Nightmare Bunny luôn. Đồ má mày, mới đầu hai con chó má vậy. What's up baby? Hả, sợ mấy hết điện nhá. Ok nha anh em, hôm nay mình sẽ chơi. Hello, repair generator, flip level, locate the terminal, god, ok, ok nha anh em, ok. Quay ơi. Sao? Máy đéo mở. Ê, sao Freddy? Anh em ơi, tao có radar nha anh em, Freddy đang ở xa lắm. Freddy đi rồi. Gì, tao mình có radar quá. Tao mua, tao có 10.000 đô để làm gì. Ê, Freddy gần. Anh em ơi, come back. Cái bãi, cái máy thổi, cái khí ra, mày điên men quá, chấm chê mày. Ai, mày thấy cái Freddy không? Ờ, nó tới rồi đó. Hai máy. Hai máy 19, 18, 15 bi ơi. 14, 15. Đâu, biết gì đâu ấy. Đâu, chưa? Chưa, nó có đợt có đầu của bà vớ vẩn đi rồi. Nó đang bị lóc nè anh em. Ờ, nó tới. Sao phải mở khóa? Đi nữa, ta đang mở khóa, đi nữa, mở khóa được, từ từ.
Mình ơi, mày mất được nửa cái máu của mình. Không biết nữa, nãy tự nhiên hình như mà mở khóa sai hay sao. Ôi ôi. Oh shit. Nó mù mà, Nãy tao đứng đây nó đi ngang qua anh như rồi anh. Không ơi. Nó mù, thiệt mẹ nó mù thật. Ê, ngồn, dây đen. Đi luôn rồi, à không nói cặp bác rồi. Ơi tụi bay ơi. Ơi Shadow Bunny. Shadow Bunny gì 24. The fuck. Tụi bay, tao nhìn được chuyên tường. Ủa cái này là cái tường hả tụi bay? Tụi bay, cái này là cái tường á hả? Ừ. Ờ, tao nhìn được chuyên tường. Tao thấy con Fred đi nè. Tao nhìn được chuyên tường nè, nó nè. Đi nè, Fred đang đi qua nè. Nè, nè. Ngu rồi, ngu rồi. Ờ, tao nhìn được chuyên tường. Shadow Bunny gì 28m gì? Ngay cái tường nè. Đó đó, Shadow Bunny đó. À ủa, nó phải đi mà. Nó lồn vậy. Nói cái giỡn, má mình mất dài quá. Bây giờ Shadow Bunny thì lại không. Không được gì ra. Tao mất mà, tao nhìn được chiếm tường mà. Nhưng mà tao đéo thấy được. Ok thôi, mẹ mồm. Tao đang mở khóa. Này cái tường nè. Cờ nè. Đang tới. Để nó kìa, nó đường đường xa kìa. Ủa đâu rồi? Đi đi mẹ đâu rồi? Ơi, da đen. À, ủa, da đen, da nâu đâu? Không có da đen đâu, nó da nâu mà. Thằng Minh đủ đấy, cái bài gì? Lâu phép đi. Nó bên đây là tụi quê rồi. Đúng không? Oh fuck. Mau fuck. Tao không thấy tường để tao đi. Tao không biết cái nào là cái tường luôn. Nè nó nè, nó đang ủa ơi, miền Tây. Nè nó nè nè, đang đi hướng này nè. Nó đang đi bên đây nè. Nè nè. Đi đâu rồi tụi bay ơi? Tụi bay đang nghe tiếng á. Nè nè, nó đang đi nè, nó đang đi nè. Nó quay lại, nó quay lại nè. Nó quay lại nè. Đi qua bên kia rồi. Đi ngồi xuống đi. Mọi người biết mà, mày nó biết con mẹ nó nè, đi qua đây nè, đi qua nè. Rồi nó quay lại, cái gì đó, đằng nào chạy mất dạng. Mẹ ngồi xuống đi. Đừng buồn làm gì căng. Nó kìa. Ở bên này, nó bên chỗ tao. Gì vậy? Ừ. Nó quay lại tiếng rồi hả? Quay lại tiếng rồi. Không, có gì đá. Để nó đi bên kia tránh thủ đấy. Đừng. Ở nó quay lại tiếng rồi đi nè. Má mày được cái bung mẹ xịn vãi lồn ra mà mày không đi làm. Ơi. Quay ơi, nó đi hướng cái mặt mình tụi bá. Sup. Nó dùng kè, nó tắt. Mình tôi mới càng nhiều máu đi mình. Mất nhiều đâu, có một cục nhỏ xíu mà nó không mất nữa đâu. À. Sao mà nó bị mất hơn tí nữa. Ê kìa, nó kìa, nè, nó đang đi qua anh đây à. Nó được, anh dài, đi đâu anh. Ờ, nó quay lại. Nó lại quay, nó nghe. Đây nè. Đi nè, đi xa rồi, quay rồi. Ở đâu quay lại. Con cặc. Phong ơi. Ơ cái phòng của Spring Trap nè. Đó nè, mình ngoài rồi chứ nè. Oh fuck. Nó quay lại. Mình nói, nó chạy liền luôn mà nó. Oh fuck. Ngoài đi tiếp rồi. Đừng ngồi xuống đi, đừng có đi nữa. Đừng có fuck. Đi nữa. Ngồi xuống đừng có đại tiếng động dừng. Kìa nó kìa. Thế này ha. Người đâu mà. Ôi fuck. Con mặt lồn má. Nếu biết. Chết rồi.
Tao chết. Nguyên con sao trong phòng, mắt trong phòng đó lại có con Shadow Bunny làm tao đéo tưởng con gì á, ai ngờ con Shadow Bunny. Đây mở khóa tao đeo lock. Có hai con. Nó đi thẳng rồi, nó đi thẳng hướng này rồi. Chứ mà. Ủa cái đó cái tường đó hả? Cái này là cái tường hả? Mẹ tao đéo biết luôn, cái này cái tường. Rồi nó quay lại. Tới lại đứng với chị chồng với thằng tụi bay rồi. Đi thẳng giữa cái phòng đó nữa rồi. Đúng rồi. Rồi đi thẳng vào phòng rồi, rồi mất tích luôn. Đi mất rồi. Đi vào cái phòng chiếc mặt tao này xong mất tích. Nó đang quay lại, số đang 80 mấy, 7 mấy, 6 mấy nè. Xuống rồi, nó đang tới. một thằng thì hát má, một thằng thì đọc má rồi. Thằng thì nếu biết gì. Nó quăng kia đúng không? Nó qua đây. Nè nó nè, đang ghi nè, nó qua đây. Phòng, mày chết chưa? Con cặc. Qua đây rồi, nó chạy, nó quay về, nó ghi bộ, nó ghét thầy nha, nó đang ghi bộ. Một cái gờ cạc cờ. Thấy tao không? Chúng ta đang bị thương chỗ mày không? More successful research. We have learned that remnants can be extracted from victims that have experienced trauma or some event that reflects a great impact on the dependent. Lives. We have gained more control over remnants, being able to convert it to a liquid and gaseous. However, they all serve zero purpose. We recently have noticed brain pattern being communicated through remnants, neural information, or it has control over the brain frequency side that people normally live their lives on. This would explain how their connection between the subjects were near remnants. This could be a breakthrough that the higher up will be glad to hear about. Okay? Okay. Freddy đang đi tới chỗ tao. Hai mươi rồi, xong nó dừng lại, xong nó quay về chỗ cũ. Và không, nó qua chỗ bên đây. Nó về mấy chú mặt kìa. Ôi, ghê. Ý. Chứ Ý. Hello. Nó chào á. Nó đi đường, nó không đi đường. Chào á. Nó chào. Ôi, ghê đen. Tôi gạt được một cái cần rồi, còn hai cái cần nữa. Một cái cần như sẽ trong mỗi phòng. Mình đó là bật mấy cái này đó đi. Rồi. Cái nó đến. Có mỗi con Freddy thôi mà đúng không? Tụi bay ơi, giờ tủ tao không trái, tao kéo chu ra được luôn rồi. Tụi bay. Hay nó di chuyển đi. Không được, nó làm nó mất nút di chuyển luôn rồi. Mày ơi, kìa con tủ luôn rồi. Nó không xuống ra được, nó không có nút nào hết á. Tao không xoay camera được luôn. Ô mày coi con Shadow Bunny trước mặt. Tao chuyển hàng cái classic thân tích nhưng mà tao không biết di chuyển được. Tao biết chuyển được luôn. Đây hả? Tao chui cái
Từ khoan. Kéo cho lên lên. Vậy làm sao đây được chứ? Ở đi cứu anh rồi. Cầm ở khóa tiếp. Tôi sẽ việc chui ra sau một cái tự nhiên nó chui vô lần đấy. Cái gì chứ bà kia? Ngu. Ngon. Về. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Là kiểu như là tạo ra cái điện thoại qua hướng thẳng quá. Là kiểu như là nó giống như là cái Gigo của trong ba lô á. Tao đừng nhiều mà mình trái. Vậy nó chỉ nhìn thẳng tao nhìn mình mất đó. Còn tôi nghe điện thoại qua bên thẳng này, nhìn bên trái cái lùng má. Ơi, thật sự. Ôi, anh. Dạ. Bú rồi. Nó chị căng á. Ôi, trò này được quá. Ủa nhưng mà tao kẹt trong chủ, tao đi ra lồm. Sai phải. Một generator. Thôi hả? Ê, tao đang làm, tao đang gánh tem hay gì vậy? Trời ơi, này tao không gánh được, tao muốn lắm. Tao bị kẹt trong chủ rồi. Tao không ra được, tao chỉ. Tao to. Tao cứ tao xoay hướng nào mình nó sẽ quay. Tao không có. Bây giờ mình phải tính động chủ nhiều quá, nhưng có gì ra chứ. Ôi, tôi thấy nó chuyển nào rồi. Quên chứ ta. Oh fuck. Được rồi. Bây giờ đi hướng mình ta. Ôi Minh, mày có thấy đang mở tủ đi nhìn Minh. Ủa, một phong đúng không? Tao thấy tên mày bây giờ có tủ. Ồ mày coi con Shadow Minh đứng trong đó. Mở đi, mở đi. Ôi, Minh! What the fuck? Còn Shadow Bunny, mẹ vừa bảo xong, đi mẹ mày có bị lãng tay không? Dạ. Ủa, cái đó nó lại đánh gì vậy? Con đó jumpscare giết mình, hiểu không? What the fuck? Tại vì kẹt trong tủ rồi. Come here, baby. Con Freddy đâu? Không, Freddy đang G. Đến. Có ba tao tìm được ba chữ cái rồi nha, để ý nha, ba cái chữ cái đó nó cũng khá là quan trọng rồi. Ôi đâu, mày là chữ đâu. Ôi bỏ mày tao. Nó bị kẹt chung tưởng. Ôi mà muốn về tao được chung ra ha. Ngu nữa, mẹ không biết mày ra mày vô mấy lần rồi. Không, để tao đứng như con. Tao giải thích đi. Là kiểu như là nó sai với cái điện thoại của tao á. Nên đi về hướng bên trái, mẹ sẽ nó sẽ mở tủ ra nó hướng bên phải. Còn nhiều trời, hiểu không? Mẹ nó cứ đi quần gà, nó trái, hiểu không? Tao đếm cửa cái gì nó nóng dữ. Một cái generator đó rồi. Mẹ. Trong này mở rồi. Mẹ. Ôi! Mình ơi! Run! Run fuck! Rồi. We có Freddy ngay trước mặt. Ôi! Sao có Comony vậy? Ôi! Ôi Freddy đủ rồi nha má. Một con Freddy nha. Một con Shadow Freddy. Shadow Money bây giờ tới Comony. Pick up. Tên nước tụi tôi không chưa ra được luôn. Pick up. Cái radar của tao nó chỉ gần quá. Xin anh đi xa giùm cái. Mày đâu phong? Còn Bunny nữa, đu ca vậy. Tao đang vẫn còn trong đây mà. Anh ơi em xin anh hai con đã căng lắm rồi á, anh cho thêm con phụ. Vậy Bunny vô nữa vậy. Thôi tao mở đầu, tao cứ mở TikTok mày trong Freddy nó muốn làm vô lần nào vũ Freddy đến muốn đâu rồi. Pikachu.
Đứa nào vũ con Fred đi trong đôi vậy sao chơi con cặc gì? Tao bảo vũ con gì cờ hót nó đến giết tao đi. Reset được mà. À quên, làm gì reset được. Mày mình giờ. Mày bên đi mày mẹ ra không mày bu thằng Bi được không? Mày nghĩ tao sợ ma. Tao muốn. Tao nói sao không đi đi đi. Ở nhà hôm nay tao mới vô, sao gì à? Hòa con. Nhìn đây, làm ơn. Nói sao? Nói là sao? Cũng phải đi trong đó mình. Sao con Vinh đi gần vậy ba mấy mét? What the fuck? Con đi ba mẹ. Ta còn một mạng nữa. Gì mình chết hả? Chưa. Giờ một là can đảm ba vô đó, tao mày đi. Ok, let's go. Ôi ôi hết hồn. Đây cái general rồi. Không. Tao làm tiếp con cặc. Never give up. Một cái. Ngon. Chết lô mình. Làm được không? Được. Ok làm tiếp đi. Đủ má Bonnie gì trăm mấy vậy? Xa thế. Rồi rồi. Rồi đây rồi. Ấy kìa có tivi kìa tivi kìa. L kìa. L ghi lên chat. L. Phòng phòng. Mình ơi bốn máy. Cái gì vậy? Hello. Sao máy? Qua nào? Nó sau lưng, sau lưng. Okay. Má, để tao la gánh nè. Ôi! Jump scare con đĩ mẹ mày. Trời đất ơi. Đi mẹ mày jump scare đúng chỗ vai. Đi luôn, đi luôn. Máy mình thử. Làm ơn đứa nào khóa sau lưng. Trời đất ơi, giết tao rồi. Đây để tao làm, tao chưa làm. Ờ, làm đi, có con Chica nữa. Con Chica chắc vậy. À Chica tên. Rồi Chica ở cái nơi chết tuyệt mà. What the fuck? Thằng này nó đến đúng không? 91. Không sao có radar mà. À hôm nay đến thiệt. Còn lại. Ai khổ nữa. Nó nhiều vụ mà coi. Đứng sát vào, đứng sát vào. Đứa thằng nghe tên nói không vợ? Gì? Tao bọn mẹ của ta đang chạy chơi như một con chó của mày đứng lên. Tao thề luôn á, độ với tao mà chui được tụi tao đã làm được rất lâu rồi đó. Nhưng mà ai biết mày chơi ngu. Ai cho mẹ mày chơi ra chui vô chị. Ai biết mày được, đừng rồi đi hướng khác mình ơi. Tao ra lấy lúc bọn tao lúc xong rồi ra tổ bình thường mà. Nhưng mà như chi tao muốn không có nhìn. Để mình hỏi con. Jump scare hoài mẹ mày. Mình ơi. Tao nghe. Trước mặt luôn á. Được, khoan. Đi vậy? Ủa trời ơi, trời đất ơi, nhìn lại. Vô lại cái phòng. Má tao sự lựa chọn của tao thật là xứng đáng, má tao mua cái radar. Đứng đi. Gì? Bị gì đâu? Tao nói. Mày đi không muốn bỏ mày di chuyển rồi nó dí nữa. Tao xin làm ơn với tao, tao không muốn ở trong cái phủ đó chết mày. Còn hai cái generator với lại một cái lever. Mà lever. Kìa nó kìa. Thấy đèn gì sáng sáng không? Oh shit.
Tao bị bố này. Tao bị bố. Bunny roam on a part of the map option. Hello. Làm sao tao chứ? Mày chơi con mẹ. Mặt ghê. Cho đi chui ra. Trời ơi. Oh. Anh đến, anh đến. Chị qua đến đâu ơi, sao cuối cái chữ này bây giờ nó căng quá. Ơi bê má mày bấm exit giùm tao cái. Không có hiện. Mù. Bấm đại cho màn hình đi. Thôi tao chết rồi tụi bay ơi. Còn giờ nó hình ơi nói thiệt nhá, mẹ mày mày tao hồi nãy tao thấy mày ngó ra ngó vô như là cái nút. Không có. Không có nhưng mà để là tao thay cái điện thoại điện thoại nhiều mình trái phải để tao phải mở chủ lên nhìn nó từ dãy tao không biết được. Ok má mày PC với mobile. Tao nãy được được cái là pick nhưng mà có điều là mày nhấn cái bên cái chủ nút pick đó hay là mày nhấn khắp màn hình mày coi có được cái gì không? Đây tao đang cố gắng được màn hình lại nè. Má mày hết cu. Đi hết cú. Oh shit. Lát rồi. Có lò. Tao thà quá nó muốn chơi lắm. Muốn chơi lắm ai biểu mày chơi ngu. Ai mượn mày chơi ngu. Không ơi, dụ ma đến tao cầu xin lại mày không ơi. Giờ tao chui ra. Đâu không có gì chứ. À vụ mà tao chết á là tao đấm vô mồm mày với sao còn có mạng à. Đúng rồi tao cũng còn mạng rồi. Ờ kìa. Ai dím bi, ai dím mình nữa. Đâu nó dím mình chứ không phải dím bi. Vụ ma đến đi, cho tao chết là xin người mặt lên cái này tao chết. Ai biểu mày mày cái mày đang để gương mặt của nó bị đâm bể bụng chi. Chơi ngu có hưởng. Giờ nhỏ gương mặt của nhỏ đâu mấy bụng nè, đá mấy hậu mày vậy. Nó nghe đây luôn hả? Đùa giỡn tao hả? Làm ơi, dù xa đến, làm ơi. Nếu thích sao? Là bao mày mua cái đá này diễn diễn là mày chết cái mất luôn. Đều biết. Nó mua lần đầu mà, nhưng mà chắc chắn là sẽ chỉ chơi trong có hiệu hiệu trong một game thôi, thế có hiệu hiệu bên biển đâu không? Má mày 100, mười, tao có 10.000 đô, cái này có 100 mấy đô rồi, đúng không ta? Ê, 300 đô ta, lờ. Chị mà nó đến đi, trời ơi, nó biết chết cái tủng không nha. À không, mày làm nhầm ta đi, chết trong cái tủng. Mày nó nhầm lộn. Nhìn chơi, biết được luôn, nào không giờ ra được, nhìn trên. Vì yeah. Chơi là phải phóng lao, phải theo lao nữa, rồi một là thoát ra vô lại. Nhìn nhà hàng vãi đi nghe, một hàng còn một mạng, rồi một hàng còn ba mạng. Qua ba mạng đó là... do mày đặt cầu. Nhìn cái gì này vãi. Cái tính tổ tư bao mình mạnh như thế. Ờ, tắn xong rồi. Ok, cái general thứ 3. Generator chứ thứ 3. Ờ, trong dịch điện. Dịch điện. Ok. Ủa mình muốn chơi hả? Ủa mình chơi hả? Oh fuck! Fuck fuck fuck! Bi nhớ. Gì đó? Tại thằng không chết luôn rồi. No one live. Má chết mỗi mỗi con bình thì đéo phải chết bởi con Freddy. Còn nước trong tủ. Đi, mình nghe tao muốn chung gắn.
Thôi ao mẹ đi em đi ông ơi. Chơi lại luôn đi. Khóc rồi. Thôi ủa mất đi đường để tao chỉnh đi mình với tao nó kiểu như tao vuốt hướng nào nó sẽ hiện cái vân tay đó là vân tay cầm đồ lock không đọc 4 lần nhưng mà không đồng không đồng no escape tổng cộng không đồng mang bi bóp qua tao chơi ngu quá thưởng cho nghĩ đen bóp bớt ngu lại mà mày không có tổ mày cũng chết rồi bi nói thật mày không núp được tổ mày cũng chết nhưng mà tao núp thì tao là gì nhìn đây nhìn trên vít à tao không có nút exit luôn không đét mày cầm cái đó gọi cái gì không chi ngu đúng rồi. Cắt không? Đúng rồi. Này là game nếu phải tao. Nhưng mà mẹ mày ai mày đang bị bung á, mày biết vậy đi là không làm. Mày bảo nấp tủ, mày con nấp được game, thấy chơi game nên vậy. Ra được em bố lại. Anh quyết định chơi Valorant. Đéo vô nhanh. Đéo xuống tránh con cạc. Đang là mình chơi chung với đồng bọn nó ra. Không bao giờ thấy một cái video ma là gặp mày trong nó cả. Cái nói mẹ ông ơi vô nhanh. Vô đi, cho lên YouTube. Tao có biết chơi đâu nha. Vô làm có làm đi chỉ cho không sao đâu, vô làm cái gì có cái gì làm được làm. Gặp ma chạy thôi rồi, ok. Chạy không được chết mẹ em đi. Người ta chết 3 lần rồi. Anh đang lần đầu chơi xuất hiện trên kênh anh Phong. Oh no. Không, mình xuất hiện nhiều nhưng mà toàn nói chuyện không. Mời lắm mẹ cái video này đau sẽ chai ra cái cục cặp. Út mẹ. Gặp là game đéo phải tao. Game đéo luôn rồi vô game chơi chung. Má mày còn có basement luôn hả? Má mày có gì đây basement mũ. Basement mũ sao lại không vậy rồi không biết đâu đi mọi mày mèo đâu mình kêu mèo vô nhanh đang ơi chết nàng ơi ra đi lấy nước cá chợ tới hỏi tụi đã nó đi lấy nước tụi tụi nó đi lấy biển chứ bộ. Ủa tao tưởng đang đi lấy biển. Cái nút này nó nút chặt gì. Anh không đi lấy biển được. Đó là phát là đi ra chứ cái quần què gì nhưng mà không biết nó làm không. Ok tao quay trở lại. Ok tao biết tổ đi lấy biển nữa nhà biển rồi mày. Thế hai đứa chơi game kêu là một ấy 50% thanh rap của bạn để có một trải nghiệm tốt recommend. Máy này xịn mà bực full được chàng. À bực full, tao không biết nha, tao chưa bao giờ chơi game này. Tao nói chứ đồ hai game này cũng không gấp lắm đâu á. Rock đấy cho tao dùng đi. Mày chờ nó lốt game không ra. Mày chạy đi đây, lần đầu mày vô game này chứ nè, mày cần nó lốt. À, đằng đấy có đà tà. Đúng rồi, đúng rồi, cho chân cho nó chung cái phần tốt quá thôi đi ra thì nó sẽ hiểu. Thế anh chị này là đồ hòa. Đó, phun đồ hòa. Oh, fine. Ừ, cũng nhận. Phun đồ hòa, phun đồ hòa mà trên 120, trên 120 hết rồi tao còn có nghiệp chạy. Đó, hôm qua đi qua net đó, mình đó. Không chắc được mà, đã luôn á. Nó có 90 lên đến trăm rồi. Đó. 120, 130. Tao bảo vô game đó, mày sẵn nhất. Game đó.
bên nét gì được ảnh hả? Tải này ta má mấy nét gì mình cũng có đạt má mày có i ba má có i ba mà 12100 f mày là đéo phải là có i năm đó mà má mày, mày hơn hơn cho mày đéo phải là có i năm mẹ 12400 f má mày chơi hơn 300 fps nhưng mà hơn nó có mày rồi nhưng mà tăng cái đéo đi coi 72k đến tao chơi gì nào. Ủa. Lẹ đi mấy ông có ơi. Ờ có ơi. Ô khoai. Chứ là má mày quay được mẹ 35 phút. Nhưng mà giờ máy gắt quá, đéo cần phân tích, má vô mẹ luôn. Ôi lại, cái vô game này cần mấy chuyện này cần mở hóa nó nhiều á, để cho đồ họa siêu đẹp da cho nó lâu hơn. Đồ cao chứ sao? Bị đồ họa thấp giờ cũng không nè 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 nè. Bấm vào join nha Đăng, rồi bấm vào cái Maze. Rồi tên là tìm tên thằng Bi. Bi đây nè, 4real.vn. À lộn, real nè. Mày chấm real giống tao luôn rồi má. Hồi nãy tao còn sửa là real vn thôi má, mày chấm real luôn. Đẹp real mày. Mày là nó không phải là real.vn, là thằng mẹ trang web của mẹ. Đúng rồi. Nè. Xong chuyện quét nó tên là Bi. Cảm ơn Đăng ơi. Đây một bao mày có ăn mẹ đó. Thôi Đăng ơi, cái chứ vụ việc gì ăn gì đó thì đã hồi nói, bây giờ vô game đi. Mẹ em lên tao hơi mất kiên nhẫn. Mẹ em dẫm khô không biết về đời mình đang đẹp đẹp. Mẹ em dẫm khô không biết về đời mình đang đẹp đẹp. Do lẽ đi mai cho ăn ba tô cơm. Vô lẹ đi ông cô. Tao rồi. Là có hết cái mẹ nguyên môi. Rồi
Choi xong vô phần maze á. Ừ. Ờ rồi play. Xong mà maze vô bấm nhập maze nha. Thấy phần maze. Nó đang mò má. Mày cứ từ nãy chưa play nhưng mà những mà gì đăng hôm nay đúng không? Ừ, Maze á, mày mà gì á, ờ rồi đó, bấm ready đăng. Rồi đó bi. Mày có vô không? Bọ ê rồi. Tao mặc mắt rồi hóa ra chưa luôn. Đang ơi, sao mày lùng á? Lùng thì kìa mẹ. Mẹ mười lùng quá miền Tây. Ê, lùng trong game ngoài đời nó cao hơn mày á con. Tôi ta cao hơn nó. Nhưng mà nó cao hơn tao. Ô Hoàng. Nhưng mà nó cãi con bằng con nào. Nó cãi cao. Khải cao nhất đám được chưa. Nhưng mà tóm gọn lại, thằng Bi lùng nhất đám. Đá nhất chặt. Ủa mày bao nhiêu sang mày mua mít mãi. Ý mẹ mồm đi, thằng nào cũng trên mét 6. Nơ, mùa gà đà má mày 800. Không sao, một đêm mình làm được hơn. Mày mua đi, rồi mày đừng khóc. Bởi vì nếu có tiền. Gì 5k tiền mà không có. Gì nói cơ. Gì bao nhiêu? Mày có bao nhiêu? 5k. Mẹ gấp đôi tao nhưng mà nó hiểu mày mua hết cái là mày sạc. Là mày khó chịu. Thì mẹ nó chưa. Mẹ nó chưa kịp mua được mình nó mở cái lăng bay. Ngu. Ôi, Chris đi đấy hả? Rồi giờ tao mới thấy được cái đoạn đó nè. Ôi, mình đi. Á đùi. Mắt đi lỗ. Có hai trời con thôi mà hai con nó bú đời quá. Hết cu. Tôi nghĩ mua đền xin thì sao? Mua đền thích đi, chuẩn hàng đường hầm cũng sao. Hết cu. Mày nó yên chỗ vậy? Thì tôi đang coi cái chất xin. Cũng hả? Cách chúng ta. Cách này thì phê lên trời tiếp lên rồi. Cách gì đó ngoài hết tụi mày. Ờ, rồi tới rồi kìa. Đây, nó hiện ok cho mình à. Đây, Freddy. Ôi, tụi bay ơi, tao tường thăm bước rồi, tường của tao nó hiện bình thường lại nè, đừng đón hiện. Ôi, tao hết bị rồi. Nè, đó là cái gì mày vô đi kìa. Thôi đứng yên, đứng yên đây. Đứng ơi, bạn bay đứng gần nhau, chúng ta chụp cái ảnh. Con cặc. Rồi, từ từ. Rồi, ra bảo từ từ, có mẹ tao đặt, tôi tại nhưng mà nhìn nó xa xa lắm. Đứng yên. Ở đây. Đéo. Tao làm cái này lẹ lên má mày video gần tiếng nữa má đâm vô mồm gì đó đi coi đứng ở chỗ này giọt lẹ ờ tụi mày đâu rồi tao đi hết rồi chạy tụi tao đi làm hết rồi đó 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 ờ cái chỗ này giống phần 3 vậy không thì đó phần 3 đó và mày làm tao đủ mà đủ mà mở cửa coi rồi cái nốt nè nè à, đèn thùi vậy ôi đấy bông mày đèn pin bị lên bông sao đâu mà kêu như con khách đi. Nobody nó đứng yên luôn tụi bay ơi. Đứng yên thì đó, đứng yên. Đi đâu mày? Vậy sao mày? Tao mở thêm cái. Nó đi rồi. Chơi lò. 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 Chơi nhìn mình đó cái địt mẹ đó đâu phải đâu ơ rồi đừng lấy đứng từ xa đi nè đứng bên này nè nó nhìn tao đúng rồi chạy ôi đi đâu ơi nó nhiều quá ê má chó rồi ê map như cũ đúng không nó là con gấu hay con chó ấy bước xem gấu gấu chó ừ gọi gọi nó là gấu chó cái này
có chuyện nghe không? Có. Để chỉ được một máy nó gì ra, để sửa được một máy nó gì rồi, đẹp dài rồi, nó đẹp dài rồi. Ô đi xa rồi. Sao làm tiếng ép ra bật đèn đúng không? Ép được bật đèn. Em có chịu chít mà chiếu vậy thôi đáp, rồi đánh hộ từng ngày vậy. Rồi, rồi. Nó tối. Đâu? Ô một cái generator thằng nào sửa rồi. Ok. Ngoan lắm con. Cuối cùng mày làm ra được gì rồi? Tao đợi nó làm đèn có pin không vậy? Không. Này còn một cái nữa làm đi mấy ông cô. Trời, tao đang kiếm nha. Cái này trời. Không, thêm một cái level nữa để mở ra cái khu mới để à, nó chứ mở khu mới có con mình đi. Tao đang chờ mình đi cùng với tao và sướng. Cái mắt đen dữ vậy, bên dưới đâu đen như vậy không? Ui! Má áo quá rồi, cái gì mà nó ói, nó ói như mẹ. Cái gì mà ói, là tôi bị con bé tìm. Con cặt gì vậy, tôi bay làm trò vậy. Sao Benny kế bên tao vậy? Sao con Shadow Benny kế bên tao vậy? Mi đai rồi, mi báo. Ở đây nè, dừng. Ây da, gần chết rồi. Nó đến không rồi. Cái mẹ nó. Topa chip bom bê chip fresh. Anh ơi, em xin anh. Alo, khẩn mời. Alo, alo, khẩn mời. Ê, như em. Mẹ ăn bu. Alo, khẩn mời. Alo, khẩn mời. Gạt cái cần đi. Ôi, tao bị kiện trong tủ rồi. Nó ra. Ờ, nó dí rồi. Nga nã bu bu. Một cái cần. Holy fuck. Hello. Còn bên đi nó sẽ nghe nè. Đủ má. Má tao sợ muốn tè dầm theo cái đen rồi. Tao bắt đái má tao đi. Cái nào bị cắn vậy? Nè, nó đến mày. Má, bao giờ nghe hướng mà chỗ không biết xin hàng đi luôn chứ. Chết thì chứ sao? Đăng rồi, lăn rồi, không đó. Còn đấy đấy. Còn nó. Ngon đi đi. Ừ, đi đó. Sao mình qua được cái màn này? Lại đó là đi, nó đã gần rồi còn đi. Ôi, sao nó có thể nhập lưng ra mình vô cái đầu này. Nó bảo nó đâu có giết đâu, mình đi vô lưng nó ở nó kẹt rồi. Mày đâu rồi, nó kẹt mày ơi. Ui, à, để kẹt cho mày. Em mở nát nò là đi đó rồi. Cô gì đó buồn thầm á. Nó đứng yên rồi. Má tao chỉ bước rồi. Tụi bay chơi làm sao rồi mấy thằng kia. Ở vô phòng này an toàn không? À đéo. Nó thấy mày là mày bánh xác. Mình ơi. Số lượng mình ơi. Nhìn máu tao mình ơi. Trời ơi. Thế gì vậy? Phòng này á. Nhìn máu tao. Mà nhìn máu tao à mình. I like your cut G.
Money gần đây. Họ có một cái team mà X-Men Money. X-Men Money. Chỗ này chỗ nào vậy? What the fuck is that? No. Má đã đỏ, đỏ thêm nữa. Đủ má chơi với chó à. Ôi, sao luôn rồi, sao có ghe ra đây to kìa. Sao nó cay đúng không? Ê, mình ơi. Ờ, generator thiệt. Thôi ta sửa. Cái kìa. Làm một phá đi. Để mình một phá. Mày tìm cái level đi. Tao vừa bị con gì đó nó hù vô cái rồi bay ơi. Đó, đã mới bảo con cặc hù á. Nó làm tao xỉu quá. Tao hù vô cái. Mấy em máu nhưng mà tao chưa chết. Ây. Đi ngắn đúng không? Ờ, à, để tao ghi cho Minh ơi. Tao ghi cho, mày không cần ghi đâu. Ơi đầu tợ đam lại tát mũi mồm nói tợ mẹ đi đi rồi. Thôi mẹ rồi má. Tao không còn một mạng rồi. Tao thì gần chết. Mình đi đi. Đi. Sao sao? Ơi, thằng mù. Ui. Có. Có ăn rồi. Nó kẹt rồi. Má mày jump scare 2 lần. Má mày. Why? Why? Không biết đi nó bị kẹt rồi. Ok. Má 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 rồi sao rồi ông ơi? Bên lên! Bên đây đâu? Bên đây đâu? Ơi cái phòng này né hả? Ôi xài xài. Máu tàu yếu vãi lồn kìa. Ba ba xuyết đồ chiếc quạt không dính vậy nè. Ờ con máy không vậy. Máy đâu rồi? Còn tao đang đi một hướng khác. Ai ơi, ai á? Robertin the fresh, fresh. À đi 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 xa đi xa đi xa. Từ từ. Tao sửa được một cái generator nhưng mà tao vừa chạy được lúc xong tao gặp bên kia nó giết tao luôn rồi. Kim bạ. Tao đang đi rất gần lại bên đi. Tao chết rồi, tao chết luôn mày nha. Mày chết ba mạng à? Ừ, tao sửa được hai máy phát điện, tao đang xúc rồi. Chill, chill, man, chill, chill, chill. Chua quá. Đang tới mình ơi, chào lại. Chết đồng bào của tao, mày. Bỏ đó, tao còn... Nó ngày sau. Ủa, cái game này trời. Đứng đi đây, đứng đi đây, đứng đi đó, đứng đi đó, thấy đó. Trước mặt kìa. Muốn nhìn mặt chó nó ghê. Mày mới nhìn nó xong á. Kinh dị vậy lỡ. Lại gần nữa rồi. Nên khi người ta đang nhập hồn mà tụi quay này nên nhập hồn mày tìm thang đến đường. Ngon đó. Fresh, 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 fresh. Topa chi po pe chi fresh. Mình nói phát hiện cuối cùng đi. Ừ. Tao sửa hai cái rồi, tao gánh tiền rồi. Chết luôn hả? Trời ơi, tao biết. Tao biết đang chết chưa luôn. Mình tao là chết rồi. Vậy? Tao không để lại con Minh Huy luôn. Minh Huy nó chuyện thỏ đẹp trai quá. Mình di nhằn không? Go man, đi. Mình nghĩ con đang bảy mấy. Jump scare tiếp. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì nó cứ lạ lạ. Cái đoạn đầu game với trang no nó, cái đoạn mua đồ nó cũng mẻ mày thật. Dạ. Con cà. Nó bị jump scare. Má nó bị jump scare.
mình mày có thể nuốt cái đầu mày cao lên tí được mình chứ tao thấy hơi tức tức. Tôi đứng đây nó đang gần. Đứng đây. Đúng mà, cái cửa trong phần 1 mà. Đang gần mình rồi. Rồi đó nó rồi đó. Nhiên bỗng nhiên tên nhìn được rồi. Oh fuck. Ôi. Đại mập. Ui ôi. Chị ngu rồi. À đây là đứng trước mặt người còn móc đầu à. Anh ơi. Bú vào luôn quá ta kiểu đang im lặng chờ thời thời cơ má nó bú luôn luôn. Nếu chết bởi con Freddy mà lại chết bởi con Bonnie không vậy? Bonnie. Thôi chết hai lần nữa cái tư chứ không gì nữa. Em đang nói ao rồi. Cái gì đó dái. Sợ té đai. Chạy không? Chạy một mạch không? Từ khoan. Ủa của mình đây đừng di chuyển nhìn nó chậm chích mẹ ra chứ mày cái đâu. Đéo và đéo. Nếu mà nó di chuyển bình thường rồi nó cứ chơi cái tay lên nhìn mắt. Ờ, nó thấy mình là nó dí con á. Không, từ con không ngay trong mắt tao nhìn mày phải không, từ từ. Mình ơi. Nó đang đi qua chỗ chúng mày á. Hay không? Còn mình đi á, nó kìa. Nó đi má. Hai con à. Nhìn đầu à? Không. Ở đây rồi, đây. Được. Ơi, tư suy mát luôn rồi. Cuối cùng cũng hiện lên chữ con Bunny nè. Bunny nhờ. Rồi đó, nó đó. Tao đi xa. Cái quá chỗ này, cái chỗ nãy mình chết đó. Mẹ đang nhìn nó luôn mẹ đang ơi lại nó hấp vô cái tủ mẹ cứ nhà ở đi rồi. Nó quay lại. Gì mới hiện lên Shadow Bunny. Rồi Shadow Bunny. Ủa sao vậy nó bị. Ủa đi sao vậy Phong? Gì? Mình đéo rồi á. Con này nó đang rống. Đau cuộc rồi. Má cay quá. Nó còn đặt gì vậy? Gì? Đều biết. Không biết nữa. Cửa nè, mở cửa. Từ cửa. Để tao. Cái ai rồi? Trong đó có con mẹ Phật Du á. Ừ, có con đặt cầu trong đó đó. Okay. Shadow Bunny á. Tôi cho. Chị ép. Đọc. Mất con nhiều cái này sợ gì vậy? Nó chỉ là con được con chiêu chiêu hiến dạ. Rồi, bên đi tới. Cái gì đó đó. Cái chỗ mà tông á. Tông tông. Ê, nó bốn tao quá tụt quá. Bốn tao luôn rồi. Ô. Nó bột kêu rồi. Nó nhanh lắm, mới gãy cái còn thấy nó ra, nó chạy ở cửa hết luôn. Nó mở cửa ra bảo cái lô bài nhỏ, đôn rồi. Đâu. Hello bạn nhỏ, lâu rồi không cao. Fresh. Yeah. Cái bên chỗ mày á có một cái cửa đang đóng và nó đang mở, nó nằm mở. Ôi Minh ơi. Minh đang đóng cửa cái tủ Minh. Minh đây bóc gái Minh ơi. Hết đường chạy rồi. Anh ơi anh dí em căng quá anh ơi. Cái gì ai con gì vậy? Con gì vậy? Con cá. Tổ kiếm người ta đi.
Nó khó quá. Quá. Tao sửa được thang nó phát điện và tao lấy được đồng nào thì mẹ mày. Thì tao bảo còn có thắng nếu đâu mà được đồng nào. Phải thắng mới được. Game cho cái đặt cầu nếu chơi nữa. Chơi đồng. Tập 1 nha anh em, cái này tập 1 nha. Mệt lắm rồi. Con đi. Thank you.